Hello, xin chào tất cả các anh chị. Chào mừng các anh chị quay trở lại kênh Honey Beauty. Tuần trước Honey đã chia sẻ cho các anh chị về kiểu mi mắt ướt rồi đúng không? Hôm nay Honey sẽ chia sẻ cho các anh chị kiểu mi mắt mèo. Đây là một cái kiểu mi mà rất là thịnh hành trong năm 2023. Và các anh chị mình nhớ coi cái video này từ đầu tới cuối nha. Chắc chắn đây sẽ là một cái phong cách rất phù hợp với các anh chị mà yêu thích kiểu mi sexy và quyến rũ. Tại sao mà khách hàng của Honey lại rất là yêu thích kiểu mi mắt mèo? Tại vì đây là một cái kiểu mi mà nó tạo cảm giác giống như mình kẻ eyeliner gì đó các anh chị. Nếu như mà các anh chị mình đang quan tâm tới những cái kiểu như là mi classic, mi cartoon, mi baby doll thì các anh chị mình thử làm cái kiểu mi mắt mèo này đi. Đảm bảo là các anh chị sẽ có một cái hiệu ứng rất là sexy và quyến rũ. Bên cạnh đó, đây là một cái kiểu mi nó tạo cảm giác cho cái đôi mắt dài hơn và cái phần mi nối sẽ được trải đều từ đầu mắt cho đến đuôi mắt. Đặc điểm của phương pháp này á, là nó sẽ càng về đuôi mắt, sợi mi nó sẽ càng dài và là khiến cho đôi mắt của các anh chị là rất là cuốn hút. Và nếu như mà các anh chị mình có trang điểm thì mình chỉ cần kẻ thêm một cái đường liner nhỏ nhỏ tí xíu kéo dài theo cái mi mắt thôi là khuôn mặt của các anh chị đã rất là thần thái và sắc sảo rồi. Bây giờ mọi người theo chân Honey để cùng nhau tìm hiểu về kiểu mi mắt mèo nha. Tại trung tâm của Honey thì mình sẽ có ba cái lưu ý sau đây khi mà mình làm mi mắt mèo mà các anh chị mình khách hàng mà đi nối mi á, mình phải lưu ý. Đầu tiên là khi mà làm, chuyên viên của Honey sẽ chia mắt của các anh chị ra thành nhiều phần để mà mình tải cái độ dài cho nó phù hợp. Ví dụ như trong hốc mắt thường là nó sẽ ngắn nhất, sau đó là nó sẽ dài là về đuôi, khiến cho mắt của các anh chị rất là tươi và nó sẽ đá đuôi lên, khiến cho mắt của các anh chị trông dài hơn. Cái thứ hai nữa là về cái công đoạn chấm keo. Đây là một cái công đoạn nó đòi hỏi cái sự tỉ mỉ của kỹ thuật viên. Và ở công đoạn này á, thì chuyên viên sẽ lấy cái sợi mi giả chấm vào một cái lượng keo nhỏ vừa phải để đủ cho các anh chị là không bị cay nè, không có bị cộm và nó còn bền nữa các anh chị. Và người đối diện mà nhìn vào mắt của các anh chị á, thì cảm giác giống như là không có keo vậy đó các anh chị, giống như mi thật của các anh chị vậy luôn. Và cái lượng keo chấm trên cái sợi mi rất là quan trọng nha. Nếu như mà cái lượng keo ít á, thì nó sẽ làm cho bộ mi của các anh chị kém bền. Mà lượng keo nhiều thì vô tình nó làm nặng cái khuôn mắt cũng như là cái bộ mi của các anh chị. Vì vậy cái lượng keo Honey lấy chỉ rơi vào khoảng chừng một chút xíu đọng trên cái giọt của mi giả thôi. Và nó sẽ làm cho cái bộ mi của các anh chị là thoải mái nhất có thể. Và sau khi mà mình chấm keo xong thì mình sẽ nối mi giả vào mi thật. Đây là một cái công đoạn nó cũng rất là quan trọng để cho cái độ bền cũng như là mình tạo cái form. Khi mà các anh chị đi nối mi mà gặp những cái thợ người ta chưa có lành nghề á, thì người ta chỉ nối thẳng thẳng thôi. Còn nếu như mà gặp những cái thợ lành nghề á, thì người ta sẽ tạo form cho các anh chị. Và ở cái kiểu mắt mèo này thì form nó sẽ dài về đuôi một chút, làm cho cái khuôn mắt của các anh chị rất là sắc sảo và trông nó tây nữa. Nếu như mà các anh chị nào mình đam mê cái kiểu make up mà tông tây á, thì đây là một cái kiểu mi rất là ok. Và khi mà các anh chị đã làm một cái kiểu mi mắt mèo này rồi thì các anh chị hãy nhớ chăm sóc cái bộ mi của các anh chị theo ba cách sau. Cách thứ nhất là các anh chị mình nhớ là mình đừng có trang điểm ở cái phần mắt nha các anh chị. Tại vì vô tình cái phấn trang điểm của các anh chị hoặc là cái kem chống nắng á, nó rơi vào cái kẽ mắt làm cho lông mi của các anh chị dính bẩn và khó vệ sinh. Khi mà lông mi của các anh chị dính bẩn như vậy á, thì nó sẽ dẫn tới tình trạng là nó tiết dầu và làm cho bộ mi của các anh chị rất là mau tuột ra khỏi cái mi thật. Lúc này là bộ mi của các anh chị sẽ là kém bền. Vì vậy nếu như mà các anh chị nào mà mình thường xuyên có thói quen trang điểm thì các anh chị hãy nói với chuyên viên của Honey. Lúc này á, các bạn chuyên viên sẽ lấy keo nhiều hơn một tí xíu, đảm bảo là các anh chị sẽ không bị gợm, không bị đau đâu. Nhưng mà lượng keo nhiều hơn một chút sẽ khiến cho bộ mi của các anh chị bền hơn. Cái thứ hai là khi các anh chị nối cái lông mi mắt mèo này nè, thì các anh chị mình đừng nối quá là dày. Tại vì khi mà nối dày như vậy á, nó sẽ khiến cho bộ mi của các anh chị quá tải và làm cho mắt của các anh chị cụp xuống. Vì vậy thường Honey hay khuyên khách của mình là tới trực tiếp để cho Honey coi cái khuôn mắt và tư vấn. Vì sẽ có những khuôn mắt rất phù hợp với kiểu mi mắt mèo và dày, nhưng mà cũng sẽ có những cái kiểu mắt chỉ phù hợp với mi mắt mèo mà mỏng mà thôi. Nên là phải dựa vào cái lông mi thật cũng như dựa vào cái khuôn mặt của các anh chị để từ đó chuyên viên của Honey sẽ tư vấn kỹ hơn. Và cái thứ ba nữa là khi mà mình đã nối mi rồi thì các anh chị mình đừng có chải mascara cũng như là các anh chị đừng bấm lông mi nha. Đây là một cái lời khuyên nhỏ thôi. Nhiều lúc là Honey cũng nghĩ là ai cũng biết hết, nhưng mà có nhiều khách hàng của mình khi mà nối về người ta chải mascara lên thì nó rất là khó vệ sinh. Và cũng như khi mà các anh chị vệ sinh thì mình đừng có sử dụng dầu tẩy trang mà các anh chị hãy sử dụng nước tẩy trang. Đây là một cái sản phẩm nước tẩy trang á, nó sẽ không có dầu và nó giúp cho bộ mi của các anh chị giữ lâu không mất nếp. Và bên cạnh đó là khi nằm ngủ á, thì các anh chị nhớ nằm ngửa để cho bảo quản bộ mi của mình được tốt hơn nha các anh chị. Đối với những khách hàng mà có một trong ba đặc điểm sau đây thì kiểu mi mắt mèo rất là phù hợp với các anh chị.
Đầu tiên là các anh chị có một cái khuôn mắt nó to tròn. Đây là một cái khuôn mắt rất là dễ thương, rất là baby. Nhưng mà nếu như phong cách của các anh chị thiên hướng về kiểu Tây hoặc là kiểu hơi cá tính, thì vô tình á, cái lông mi của các anh chị nếu như mà mình làm dài về đuôi thì nó sẽ hợp hơn là một cái kiểu mi mà làm cho mắt của các anh chị tròn và to hơn. Đó. Và bên cạnh đó là cái kiểu mi mắt mèo này nó sẽ giúp cho mắt của các anh chị dài ra và nó sẽ hợp với các anh chị nào mà mình thích cái sự cá tính và sắc sảo. Đặc điểm thứ hai là khuôn mắt của các anh chị là một cái dáng mắt rất là ngắn. Nếu như mà mình có một cái khuôn mắt ngắn như vậy mà các anh chị làm kiểu to tròn thì nó không phù hợp bằng cái kiểu mắt dài đâu các anh chị. Tại vì khi mà mình dài ra như vậy nè thì cái khuôn mặt của các anh chị á, nó sẽ hài hòa hơn rất là nhiều. Và cái thứ ba nữa là các anh chị nào mà mình sở hữu cái khuôn mặt nó hơi dài một tí xíu. Nếu như mà khuôn mặt dài như vậy á, nó sẽ làm cho hai cái khuôn mắt của các anh chị xích lại gần nhau hơn. Và nếu như mà mình nối cái kiểu to tròn vô thì khuôn mắt của các anh chị, khuôn mặt của các anh chị nó sẽ không hài hòa. Thay vào đó chúng ta chọn cái khuôn mắt dài về đuôi, cái kiểu mi dài về đuôi nó sẽ phù hợp với những anh chị mà khuôn mặt thon và dài. Lúc này khuôn mặt của các anh chị nó sẽ hài hòa hơn rất là nhiều và nó tạo một cái sự cân đối trên cái khuôn mặt của các anh chị. Và có thêm một cái mẹo nhỏ nữa là nếu như mà các anh chị đang sở hữu một cái đôi mắt hơi xếch lên một tí xíu, người ta hay gọi là mắt lương hoặc là mắt xếch nhẹ lên, thì đặc điểm của những cái khuôn mắt này là nó hơi, cái phần đuôi nó hơi cao hơn cái phần hốc mắt một tí xíu. Nếu như mà mình làm cái kiểu mắt mèo này thì nó đá về đuôi về sau và làm cho cái khuôn mặt của các anh chị trung dữ hơn. Nếu như mà các anh chị theo cái phong cách đó là sắc sảo dữ dằn hoặc là hơi quyền lực một tí xíu thì các anh chị có thể lựa chọn kiểu mắt mèo. Còn nếu như mà các anh chị mong muốn một cái vẻ đẹp tự nhiên và hài hòa trên khuôn mặt thì Honey khuyên là các anh chị nên chọn một cái kiểu mi khác so với kiểu mi mắt mèo nha. Và các anh chị hãy tới trung tâm của Honey đi để Honey coi cái khuôn mắt để tư vấn cho các anh chị được kỹ hơn. Đối với cái kiểu mi mắt mèo này thì nó sẽ có ba cái ưu điểm sau đây nè các anh chị. Đầu tiên là cái lông mi của các anh chị nó sẽ dài về đuôi, tạo cảm giác cho các anh chị trở thành một cái người cá tính và quyền lực sắc sảo hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là nếu như mà các anh chị nào mình thường xuyên trang điểm và mình thường xuyên phải kẻ mắt nước dài như thế này thì cái kiểu mi mắt mèo này nó sẽ giúp cho các anh chị kẻ mắt nước rất là dễ. Mình chỉ cần kẻ thêm một cái đường đuôi đằng sau là các anh chị đã có một cái kiểu mi đẹp. Cái thứ ba là khi mà các anh chị nối xong thì đảm bảo là bộ mi này các anh chị chơi nó sẽ không cộm, không đau và rất là an toàn cho cái lông mi thật của các anh chị. Tuy nhiên ba cái khuyết điểm đó nó cũng có một cái nhược điểm nhỏ thôi, là theo bản thân của Honey thấy vô tình cái kiểu mi này nó hơi sắc một tí xíu, khiến cho các anh chị trông hơi dữ hơn. Nếu như mà các anh chị nào mà mình có một cái phong cách đó là thiên về cái sự hài hòa nhẹ nhàng thì đây là một cái kiểu mi không có phù hợp lắm. Và bên cạnh đó thì Honey luôn có một cái quy trình đó là tư vấn cho các anh chị trước khi mình làm để chọn cho mình một cái kiểu mi thật là phù hợp. Trong cái series những cái kiểu mi thịnh hành năm 2023 này thì cái kiểu mi mắt mèo là một trong những cái kiểu mi rất là hot, được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Và Honey còn rất là nhiều cái kiểu mi khác nữa các anh chị, thì các anh chị hãy đón xem những cái video tới của Honey nha. Và nếu như mà các anh chị muốn chọn một cái kiểu mi thật là phù hợp với khuôn mắt và cái khuôn mặt của các anh chị thì các anh chị hãy ghé trung tâm của Honey ở địa chỉ là số 2 đường Hoa Sứ, phường 2, quận Phú Nhuận. Trung tâm của mình sẽ mở từ thứ hai cho tới chủ nhật và từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn nha các anh chị. Ở đây ngoài nối mi ra mình còn có làm nail nè, phun xăm, gội đầu nữa. Nên là các anh chị hãy tới đây để cho Honey giúp cho các anh chị có một cái vẻ đẹp tự nhiên nhất nha. Cảm ơn các anh chị đã coi video và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị.